Xin chào cả nhà, em là Hà Mi Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một số viên ruby phát xét lục yên, hàng tự nhiên 100%. Một số viên ruby hàng tuyển chọn, có độ lành sạch cao, gam màu đẹp, lửa chiếu tốt. Xin mời quý anh chị cùng xem hết video để thấy được vẻ đẹp của những viên ngọc quý này nhé. Viên đầu tiên, một viên ruby màu đỏ hồng, có trọng lượng 0,75 CT, với kích thước, chiều dài 5,7, chiều rộng 5,2 và chiều cao 3,3 mm. Viên ruby này được xuất xứ tại Lục Yên, có khối cao và mặt rộng, lửa chiếu tốt toàn viên. Đặc biệt, viên ruby này có độ lành sạch cao, không dạn nứt, rất phù hợp để lên một chiếc nhẫn nữ, bông tai hay để kết bộ trang sức đẹp. Viên đá này có giá 11 triệu 250 nghìn. Tiếp theo, một viên ruby được cắt phát xét hiện đại. Viên ruby này có trọng lượng 0,96 ct với kích thước, chiều dài 5,5, chiều rộng 5,1 và chiều cao 3,8 mm với gam màu chó đồng đẹp. Ngoài ra viên ruby này còn có khối cao, lửa chiếu long lanh toàn viên rất đẹp có độ lành sạch cao, không dạn nứt gì, mặt rộng, rất phù hợp để lên một chiếc nhẫn nữ, nhẫn cưới hay để kết bộ trang sức đẹp. Viên ruby này có giá 14 triệu 400 nghìn. Tiếp đến là một viên ruby có gam màu cháo đồng. Viên ruby có trọng lượng 0,7 ct với kích thước, chiều dài 5,5, chiều rộng 5 và chiều cao 2,8 mm. Viên ruby này được xuất xứ tại Lục Yên, là hàng tự nhiên 100%, chưa qua bất kỳ xử lý nào. Viên ruby có khối cao, mặt rộng, có lửa chiều long lanh toàn viên rất đẹp. Ngoài ra viên ruby có độ lành sạch cao, không dạn nứt. Đây là một viên ruby tự nhiên 100%, chưa qua xử lý nhiệt, thích hợp lên nhẫn nữ. Viên ruby có giá 10 triệu 500 nghìn. Tiếp theo, một viên ruby màu đỏ hồng, có trọng lượng 0,58 CT, với kích thước, chiều dài 5,1, chiều rộng 4,5 và chiều cao 3 mm. Viên ruby được xuất xứ tại Lục Yên, hàng tự nhiên 100% với gam màu đỏ hồng, đủ đáy, lửa chiếu rực rỡ toàn viên rất đẹp. Viên ruby trên có độ lành sạch cao, gần như không dạn vỡ gì, có một chút cháo đồng ở đáy không đáng kể. Viên ruby có khối cao, màu tươi sáng, rất phù hợp để lên nhẫn nữ, kết bộ trang sức. Viên ruby có giá 8 triệu 700 nghìn. Tiếp theo là một viên ruby có gam màu cháo đồng. Viên ruby này có trọng lượng 0,68 ct, với kích thước, chiều dài 4,8, chiều rộng 4,7 và chiều cao 3,5 mm. Viên ruby có xuất xứ tại Lục Yên hàng tự nhiên chưa qua xử lý. Viên ruby này có độ lành sạch cao, được cắt giác hai tầng hiện đại, đủ đáy, lửa chiếu rực rỡ toàn viên. Độ lành sạch 99%, rất phù hợp đề nhẫn nữ, bông tai. Giá của viên ruby là 10 triệu 200 nghìn. Và cuối cùng là một viên ruby cắt phát xét, với gam màu đỏ huyết rất đẹp. Viên đá có trọng lượng 1,63 ct, với kích thước, chiều dài 7,5, chiều rộng 5,7 và chiều cao 4,2 mm. Đây là một viên ruby tự nhiên, được xuất xứ tại Lục Yên. Viên ruby này có khối rất cao, độ lành sạch cao rất đẹp. Viên ruby này phù hợp lên nhẫn nam, nhẫn nữ hay mặt dây chuyển nữ. Viên ruby có giá 24 triệu 450 nghìn. Sau đây là những mẫu nhẫn nam nữ đẹp cho quý ý anh chị tham khảo ạ. À. Mẫu rất đẹp và sang trọng. Ngoài ra, bên em nhận lên mẫu theo yêu cầu của quý khách và bên em sẽ có tư vấn và thiết kế miễn phí 100%. Khi quý khách mua sản phẩm đá quý tại iZubi, ngoài ra bên em sẽ có giấy tờ kiểm định và phiếu bảo hành chọn đời về màu sắc và chất lượng của đá. Kính mời quý anh chị đến tham quan và trải nghiệm rất nhiều sản phẩm đá quý, đá phong thủy tại văn phòng đại diện Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.